khỏe và sắc đẹp là vàng. Ý Nhi xin giới thiệu những sản phẩm 100% đến từ Okinawa, Nhật Bản như Phục Quy Đăng giúp cho ngăn ngừa ung thư, giấm đen thải độc và làm bụng nhỏ, nước xanh trường thọ giúp hạ đường trong máu, linh chi và nghệ, trà trường thọ, trà linh chi, dầu gan cá mập, sùng cá mập. Mọi chi tiết xin liên lạc 714-981-6555, 714-981-6555. Kính thưa quý vị, nếu mà hai chị em ngồi đây mà nói chuyện thì chắc nói chuyện tới sáng ngày mai cũng không có xong cái chương trình này nữa. Để em vào, hồi nãy em có hỏi chị về cái vấn đề mà nghệ sĩ mình bên này làm cực quá chị. Mình phải có một cái công ăn việc làm, mình phải có một cái kinh doanh để mà mình backup cho cái đời sống của mình. Trong khi em thấy rất là nhiều ca sĩ mới sau này, ca sĩ bên Việt Nam, họ đi một show họ kiếm tiền còn hơn mình bên này. Em cảm thấy nó không có fair cho mình ở bên này. Chị cảm tưởng như sao chị? Chị cũng nghĩ như em vậy, nhưng mà mình biết làm sao. Tại vì họ sang bên Mỹ họ hát, ở bên kia thì họ hát mỗi ngày, đúng không? Họ không nghỉ ngày nào hết là bởi vì cái lượng khán giả ở Việt Nam đông. Đúng nhưng rồi. Mà khi họ sang đến đây thì thị hiếu khán giả nghe họ ở trong đĩa, trong băng, ở trong nước khởi ra. Rồi khán giả nô nức đi xem, chính vì khán giả không có nhận thức được, cho nên là khán giả đi ủng hộ, đi xem nhiều để cho cái giá của người, chẳng hạn một người nghệ sĩ đi sang đây họ hát cả 10.000 đô một show. Wow! Thấy không? 10.000 đô một show thì trong khi đó nó là mình đi hát bên đây đó, có nhiều người mời mình đi hát mà còn trả giá này nọ kia. Đúng mình rồi. Mình hát không bằng 1/10 nữa mà nhiều khi còn trả giá nào nọ kia. Thôi mình thấy á, nhiều lúc á cái buồn lắm, buồn rồi cũng buồn nữa, nó không có công bằng. Đúng cho rồi. Mình nhưng mà tại vì biết làm thế nào, cái xã hội đến một lúc nào đó nó như vậy. Bây giờ những người nghệ sĩ Việt Nam họ qua thì là ở đây họ thị hiếu, họ ủng hộ đi xem, thì mình biết làm sao bây giờ. Mỗi người một cái tư tưởng khác nhau. Đúng có rồi. Những người họ nếu mà họ nhận thức ra thì họ không có đi tham gia những chương trình đó, nhưng có những người náo nức để đi xem chương trình đó mà trả tiền vé rất cao nữa, giá vé rất cao, thì mình không có nói được, thì mỗi người một cái ý thích. Dạ. Cho nên mình không có ý kiến, nhưng mà cái đó là một cái sự cũng như là gây cho cái sự không công bằng cho những cái người nghệ sĩ ở bên đây. Đúng rồi, thực sự ra tiếng hát là quý vị cũng có yêu thích người này và yêu thích người kia. Ca sĩ bên này thực sự ra theo cảm nhận của em thấy rất là cực khổ. Chính cá nhân em cũng cảm thấy em chán nản, em không muốn đi hát nữa, là vì em cảm thấy mình đi hát mình cống hiến tất cả những mồ hôi nước mắt của mình ra, mình được lại chỉ là có không đủ để trả tiền nhà nữa chị. Mình nói thật đúng một rồi. Câu thế em cảm thấy, mà em nhìn thấy chị Hương Lan và tất cả những ca sĩ mà đàn chị vẫn còn đến bây giờ giữ được cái vị trí, mà nhất là cô Mai Lê Huyền đó, đến ca đến bây giờ vẫn còn đi show, thì em rất rất là mừng và rất là em chỉ cầu trời cầu Phật và cầu xin là cho chị có thể là làm được nhiều, đi ca nhiều hơn, kiếm được tiền nhiều hơn và có thể có nhiều sức mạnh để mà sức khỏe để giúp cho những người thế hệ sau này. Và còn những cái chương trình mà chị Phương Hồng Quế sau này tổ chức cho quý vị please giúp một bàn tay. Tại vì những cái chương trình của mình làm là thường thường, của chị làm là toàn là đông đầy đủ tất cả các anh chị em nghệ sĩ, phải không chị? Mà giờ chót đó là các anh chị em nghệ sĩ khác cũng còn là thấy nó biết trễ đó, cũng vào tham gia. Đúng rồi, tại vì chương trình của chị Phương Hồng Quế thường thường mà tổ chức về cho những vòng tay nghệ sĩ số 1, số 2 và có thể số 3, số 4 sắp tới. Thì quý vị biết là không phải là một ca nghệ sĩ, tại vì thường thường mình mua vé mình đến chỉ coi một hai nghệ sĩ thôi. Mà chương trình của mà chị mấy chục nghệ sĩ luôn. Mà đến với nhau giống như là một family với nhau, phải không chị? Đúng rồi, vui lắm. Sự thật là nếu mà trả tiền thì đâu có tiền trả. Đúng không? Đúng rồi, mấy chục ca sĩ tiền đâu mà trả. Đúng. Nhưng mà tất cả các ca sĩ đều volunteer đến để mà giúp. Hay lắm. Dạ. Thì giúp như vậy đó thì là quý vị tới, quý vị mua vé. Nó thật sự ra giống như những cái show chỉ tổ chức 50 đồng một vé mà có ẩm thực, không có làm mắc đúng gì. Rồi. 100 đồng em nghĩ cũng nên để mà giúp một bàn tay, vì cái đó là mình không phải mình mua vé để mà đi giải trí không. Dạ. Mà mình làm một cái việc làm có ý nghĩa nữa, có ý mang nghĩa. Cái nụ cười đến cho mọi người. Chẳng hạn như là mùa xuân là sắp tới đó, thì mình ở trong nước có những cái nhóm như là nhóm Tao Ngộ Bằng Huynh do anh Hoài, người xưa anh Hoài cũng chơi trống nữa. Cái đời của chị Quế chắc là Ý Nhi không biết, nhưng mà ba Ý Nhi sẽ biết anh Hoài. Thì anh cũng đứng ra anh đại diện. Oh. Anh đứng ra đại diện anh tổ chức. Anh có điều kiện hơn mấy anh kia.
Anh tổ chức nơi nhà của ảnh hoặc là mướn ở đâu đó, thì mỗi một năm như vậy đó, hễ mà Tết đến thì ảnh lại làm một cái buổi để mà họp mặt lại ăn uống với nhau, để mà kể chuyện xưa. Bây giờ còn nhiều lắm những cái anh, cái chú nhạc sĩ mà hay là ca sĩ mà hát mà đánh trống ở trong bị đoàn văn nghệ trung ương, ở trong các tiểu đoàn văn nghệ 50 Hoa Tình Thương chẳng hạn, tiểu đoàn 30, bây giờ cũng là những nghệ sĩ hồi xưa, cũng là đi đàn, cũng là đi hát, nhưng mà giờ lớn tuổi rồi, xế chiều rồi thì họp lại nhau. Thì Phương Hồng Quế với Trần Quốc Bảo sự thật là có một cái list qua những cái người anh, người nghệ sĩ đó, và anh Hoài anh cũng cung cấp cho những cái người nghệ sĩ nào mà gặp hoàn cảnh khó khăn thì anh còn sống bên đó thì anh biết. Hay quá vậy. Chị có thể cho số phone của chị đi để tại vì chị thực sự đã làm show một năm một lần với cái vòng tay nghệ sĩ. Đương nhiên chị còn nhiều cái chương trình sắp ra lắm, nhưng mà em biết có rất nhiều khán thính giả muốn ủng hộ, chẳng hạn như là dù đôi khi không cần phải mình đợi đến cái ngày có show mới là ủng hộ được. Nếu mà quý vị hoàn cảnh cho phép thì quý vị có thể gọi đến cho chị Phương Hồng Quế đóng góp một chút ít. Có nhiều thì làm nhiều, có ít thì mình đóng góp một chút xíu. Không thành vấn đề 5 đồng, 10 đồng đều là một cái lòng của quý vị hết. Chị có thể cho số phone và những cái chi tiết để mà là khán giả có thể liên lạc với chị. Chắc là quý vị nếu mà cho số phone Phương Hồng Quế thì phải nói rằng chắc là quý vị cũng gọi thì chắc là cháy máy luôn á. Nhưng mà thôi, Phương Hồng Quế cũng cho số phone mà Tuần Báo Việt Thai diện, dạ, có đại diện để mà nhận cái những cái chi phiếu của quý vị gửi ủng hộ. Dạ. Thì quý vị có thể gửi vào tòa soạn báo Việt Thai ở chắc là mình phải gửi lên màn ảnh ha. Dạ vâng. Nếu thì cái này em sẽ mở lên màn ảnh ở đây. Vâng. 7192747 thưa quý vị. 7147192747 là số điện thoại của Phương Hồng Quế, và số của Trần Quốc Bảo là 7149819255 9819255, và từ đó thì chúng tôi sẽ chuyển cho quý vị qua Tuần Báo Việt Thai mà. Dạ. Mình cũng xin đài là cho mình. Dạ. Đây là quý vị cũng đã thấy trên màn ảnh cũng dạ, có ghi lên là chi phiếu gửi về đâu. Dạ. Thì chi phiếu gửi về thẳng cho Việt Thai và là ở dưới memo. Đúng là rồi. Vòng tay nghệ sĩ. Dạ vâng, thì quý vị để là vòng tay nghệ sĩ thì chị Phương Hồng Quế và nhân Trần Quốc Bảo cũng biết là cái đó để mà giúp cho tất cả các anh chị em nghệ sĩ trong nước, ngoài nước. Dạ. Dạ. Thì những người gặp khó khăn. Đúng rồi, dạ, những gặp khó khăn. Và cái hay đó là chị Quế với anh Trần Quốc Bảo lúc nào cũng ghi danh để mà cảm ơn đến những quý vị mạnh thường, dạ, quân, và quý vị đã đóng góp dù chút ít, dạ, cho đến nhiều cũng đều có một cái sự cảm ơn tận tình đến tất cả các trang nghệ chị cũng như là chị, dạ, vâng, Phương Hồng Quế. Phương Hồng Quế cũng là chân thành cảm tạ tất cả quý vị khán thính giả. Thì trong bất cứ một cái buổi tổ chức nào mà Phương Hồng Quế đứng ra tổ chức thì cũng được quý vị nhiệt liệt ủng hộ, rất là nhiệt tình. Thì Phương Hồng Quế không biết nói gì hơn là cảm ơn tất cả những đài, cơ quan, truyền thanh, truyền hình, báo chí cũng như quý vị khán thính giả khắp nơi xa gần luôn luôn là đứng bên cạnh, tiếp tay với anh chị em nghệ sĩ chúng tôi. Và đó là một cái điều mà Phương Hồng Quế rất là hạnh phúc, là bởi vì cái việc làm của mình được nhiều người hưởng ứng. Dạ. Dạ. Và mong rằng những cái việc làm của Phương Hồng Quế với Trần Quốc Bảo rất là phân minh thưa quý vị. Những cái số tiền quý vị gửi về đâu chai, gửi đến đúng chỗ, rất là đúng chỗ quý vị. Là bởi vì mỗi tuần đó Trần Quốc Bảo đều cập nhật ở trên tờ báo Việt Thai, thưa quý vị. Việt Thai, Thế Giới Nghệ Sĩ. Thì tặng cho ai bao nhiêu, gửi cho ai bao nhiêu thì số tiền nó được cập nhật hàng tuần ở trên báo. Cho nên là chúng tôi làm việc này và chúng tôi rất là rõ ràng. Cho nên mình không có áy náy khi mình đứng ra mình kêu gọi cho việc này. Yeah. Những lúc mà mình đi về Việt Nam để mà mình đưa tận tay tiền cho những người ở bên Việt Nam thì tất cả là phương tiện của mình tự túc hết. Wow. Dạ, chứ mình không đụng tới. Tại vì cái quỹ này nhiều khi có mấy ngàn ha. Đúng rồi. Nói là cái quỹ với sự thật, sao năm ngoái có được 5,000+. Mà nguyên một năm vừa rồi đó thì là chi phí hết rồi. Hình như là Quế còn giữ đâu là khoảng 1,000+ gì đó. Yeah. Mà kỳ này thì mà vừa rồi mình làm thì mình không biết là được, yeah, bao nhiêu nữa. Sự thật nó không có nhiều. Cho nhưng mà mỗi người khi nào gặp hoàn cảnh khó khăn mình gửi vài ba trăm thí dụ vậy cũng ấm lòng người ta nữa. Đúng rồi chị. Cho mọi người. Vài ba trăm đối với lúc mà mình không có gì hết, yeah, nó rất rất là quý, nó và không cái tình còn nó quan trọng hơn. Đúng rồi em. Chị. Cái tình lúc mà em biết lúc mà mình không có tiền 10 đồng, 5 đồng, trời đừng nói là bạc trăm nữa chị. Yeah. Nhưng mua được một miếng cơm. Nữa.
Dạ, dạ, lúc mà không có gì hết mà cái tình thương và cũng như cộng thêm có cái chi phí, có cái tiền nữa là rất là quý. Em cảm ơn chị đã cho lời cuối cùng đến đài cho khán giả của Đài Liên Sơn TV. Em cảm ơn chị rất nhiều. Em chúc chị nhiều nhiều sức khỏe để mà chị được làm được nhiều việc thiện và thay mặt cho tụi em có thể làm được nhiều hơn và tiến xa hơn. Và một lần nữa cảm ơn chị và cũng như cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của Y Nhi hôm nay. Và Y Nhi xin chúc quý vị được một ngày tốt đẹp. Và sắc đẹp là vàng. Y Nhi xin giới thiệu những sản phẩm 100% đến từ Okinawa, Nhật Bản như phục quy đăng giúp cho ngăn ngừa ung thư, giấm đen thải độc và làm bụng nhỏ, nước xanh trường thọ giúp hạ đường trong máu, linh chi và nghệ, trà trường thọ, trà linh chi, dầu gan cá mập, sùng cá mập. Mọi chi tiết xin liên lạc 714-981-6555, 714-981-6555.